Chúc Dương Florida xin chào mọi người. Còn mấy ngày nữa là tới Noel nè mọi người. Hôm nay vợ chồng em đi Costco coi Costco có giảm giá gì không. Để em vô quầy rượu, em vô review rượu cho mọi người coi. Đây, thường rượu nó sẽ bán ở bên ngoài, phải cần license mới mua được rượu. Đủ thứ loại rượu ở đây luôn hả? Wow, người ta mua để đón Noel với New Year mọi người. Đây là giá mặt hàng rượu, thường mấy rượu này bà con uống rượu loại này nhiều nhất, 19 đồng một chai. Em không biết tên rượu nhiều nhưng mà cái bà cho này thì gia đình bên chồng em hay uống nhiều, màu xanh với màu vàng. Mua mua 2 giảm được 10 đồng. Wow. Coi lễ đến là cái chỗ quầy rượu này nó ít hơn thường ngày luôn mọi người, mấy cái kệ ở trên em tị luôn rồi. Người ta mua toàn là thùng thùng 2 3 chai không à. Đó, như mọi người thấy cái ông đó, ông đang xách 3 chai đó. Mua rượu làm quà tặng hoặc là mua rượu để đã tiếp đãi bạn bè. Em lia từ từ chứ em không có biết mấy cái tên rượu này. Vodka ở đây nó có vodka nè, vodka một chai 20, còn giải bên đây là XO, cũng XO 15 đồng chai. Ôi, còn cái ít đồ này tới 50 đô một chai. Gái có license không vô đây hả? Con vô đây con mua rượu có được đâu. Bên đây thì là xì gà. Wow, cái này mua tặng được hai Emily ha. Wow. Wow, cái này nguyên cái chai rượu của Nhật luôn cả mọi người. Samurai luôn. Con tặng ai? Hay quá ha, không biết uống rượu mà mi. Samurai như Emily. Cái vàng mà họ trưng trong cửu kiến mà họ khóa lại á, là toàn là mấy chai rượu từ 69 cho tới trăm mấy 200 chai không à. Như chai Hennessy nè, Hennessy 85 đồng một chai. XO Remy Martin gì nè là 179. Ồ, có chai lên tới 419 luôn. Rượu 18 năm. Ôi, còn cái chai rượu này nó cho cái đồ dặn dặn nắp lại với mấy cây súng nữa trời, cái cò bóp súng luôn. À, chỗ bỏ trong cửu kiến là mắc nhất. Còn bên đây là rượu vodka, mấy cái rượu 20-30 đô một chai à. Để coi à, còn vài bữa nữa là ô, cái này cái quạt hít nè mọi người, 79 đồng, không có giảm giá. Mà trời lạnh đứng ở đây mà ấm dễ sợ luôn. Nguyên một bộ đạc bàn chải đánh răng giảm xuống 300, giảm còn 100, gần 300, giảm xuống còn 179, giảm được 120 đô. Ồ, bàn chải đánh răng gì mà mắc dữ trời. Đánh bằng tay, vừa đánh vừa tập thể dục luôn. Gì đâu mà cái nguyên bộ bàn chải rồi tới gần 300. Anh mấy nãy giảm giá xuống rồi.
30 đô có, 100 đô có. Lò nướng air fry cà chồng. Đô 18 đồng, giảm 5 đồng còn 13 đồng. Lóc đô 16, 16 cục. MacBook 1.000 250 đô, giảm được 150 đô. Wow, gần 1.000 cái MacBook của em mà liền. Bên đây giảm giá 200. 900 còn 750. Hình như đồ điện tử nó giảm giá từ 100 đến 200 một món tùy loại. Bên đây quá giảm giá. Nguyên giải bên đây quá giảm giá. Em nói cái này cũ này nó giảm giá còn 700 nè, giảm giá 50 đô. Mấy cái iPad 10 thì còn có 300 mà. 300 đến 400 mà. iPad mấy vậy anh? iPad mấy vậy? iPad Pro. iPad 12 Pro 128 GB 1.000. Không giảm giá. Màn hình chơi game đẹp quá hả? Rõ hả? iPhone 15 512 GB có giá 1.000 mốt. 256 GB có giá 929. 128 GB thì 800 mấy. iPhone LED nè thì mắc hơn chút, mắc hơn 100 đồng. iPhone 15 đó, iPhone 14 Pro Max. Đây của Samsung mà. Galaxy Flip 5. Trời, em đang quay tự nhiên nó hiện mất giá, chơi kỳ dữ à. Bên đây thì sẽ là bán đồ cho mùa đông, tại hiện tại giờ trời lạnh nên vô đây chỉ toàn là quần áo lạnh không à, mà không có giảm giá. Ok, giờ chúng ta lại coi lớp tờ 6 con 45 đồng. Này tính theo phao nên có khi có 6 con nhẹ hơn thì 40. Tôm nhiêu đây thì gần 30 đô, 28 đồng đô. Tôm có đầu thì rẻ hơn. Ở đây thì tôm bự hơn chút. 4 phao là cỡ 1 ký 8, 23 đồng như đây. Cua nhiều đây gần 29 đô, gần 10 đồng một phao á mọi người. 10 đồng một phao tôm, phao cua này. Mà cua gì không có gạch gì không biết nó có mặn. Thường mấy con cua mà luộc sẵn gì mặn. Rồi gian hàng hải sản không có giảm giá. Còn ở đây là giải rượu nhẹ. Rượu nhẹ thì họ bán trong đây, còn rượu mạnh thì họ bán ở ngoài. Mấy chai rượu nhẹ cũng mười mấy đồng, hai mấy đồng chai luôn rồi. Có người thường ta mua cả thùng. Wow, tới lễ mấy cái lốc rượu nó vơi quá trời luôn. Này ngon không à, mua sạch bách luôn. Bia Heineken một thùng 28 chai
34 đồng. Heineken. Corona 24 lon 28. 28 đô một thùng. Còn Corona này 24 chai thì 23. Giải này thì bia không mà mọi người. Bên đây thì gian hàng rau, củ quả, trái cây. Bữa nay sung sấy khô. Họ đem ra bên phía đây họ bán rồi. 8 đồng rưỡi bịch sung. Với táo tàu hết thôi. Cũng 8 đồng rưỡi bọc này luôn. Từng 20 đồng một thùng. Ổi xá lệ. Ê lộn, cái trái gì quên nó bà nữa rồi. 6 trái gần 20. Rồi mới hỏi chồng em và nhớ ra là trái lựu. 6 trái 20 đồng. Cuối tuần này là lễ Giáng sinh rồi. Và hôm nay giữa tuần, thứ tư thứ năm mà thấy vắng ha. Giờ này ta đi chợ vắng ha. Biết bằng buổi sáng đông không chứ giờ buổi chiều thấy vắng. Mà rượu ta mua quá trời luôn anh. Ô, cái này nó ướp rồi á. Sườn heo ướp sẵn vậy tiện mọi người. 23 đồng nè, nhiêu đây nè. Ướp sẵn. Đem ra ngoài ao đo nướng đem vô ăn. Ở đây cũng là sườn heo nè. Mà sườn heo non. Sườn non. Lúc trước em thấy có cồn nó người ta không có ốp sẵn vậy, chắc tới lễ ốp cho người ta mua về ăn tiệc liền á mọi người. 23 đồng nhiêu đây. Trời heo quay đây có cồn bán nguyên miếng có hai mấy 30 đồng mà không có da mọi người. Mà có da mua cái mấy cái này nè, về làm heo quay hết sảy luôn, tự nhiên đi lóc da hết của người ta. Để da là được rồi. Heo quay thịt heo ở trong Costco chợ Mỹ rồi đó, tươi. 12 đồng 4 con. Nè đây có nhiều còn loại cá lắm nè. Con cá gì màu nâu nè. 25 đồng 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Này snapper. Bên đây gian hàng thịt bò. Lễ là chắc cú là không có giảm giá đồ ăn này. Biết ai cũng nấu đồ ăn hết nên là ra số đồ ăn là không có giảm giá. Nè, cánh gà nè, ốp sẵn nè. Này ốp ăn được nè. Wow, giấy bao la luôn. Mà tới bảo tới là giấy với nước là hết nhanh tốc hành luôn. 20 ly ha. Nước 4 đồng một kết. Mấy cái đồ để người ta nấu đãi tiệc á, người ta mua quá trời anh ha. Ừ, đó, ta mua. Nãy giờ thấy toàn là mua bia rượu với mấy cái khay đựng đồ nấu mà. Rồi, qua đây là tới quầy nước. Wow, nước này mới nhập về 15 đồng một thùng. Một hộp Đài Loan, trà Thái, bốn vị, 15 đồng. Ồ, bỏ microwave ham ra xong rồi.
bỏ nước đá uống. Wow, bó bông rồi chồng. Một thùng 150 đến 300 mấy một thùng luôn. Đủ combo pháo bông luôn. Trời ơi, 79 đủ kiểu. Cái này thì là 109. Rồi loại này đủ combo luôn, 80. Bên đây bà bác bà đang làm cho ăn thử ice cream vanilla. Cái loại bên đây nè, một thùng có giá 10 đồng. Nấm đơm khô 8 đồng một bọc. Nấm đơm khô sấy khô ăn tốt cho tim mạch à. Đây có bông atiso nữa nè mọi người. Bông atiso ngâm 2 hũ 11 đồng. À, còn một quầy người ta ăn cho mời đồ ăn thử nè, nên nhiều người người ta ghé vô người ta lấy ăn á mọi người. Bây giờ tới công đoạn ra tính tiền, trời ít người mua mà ship hàng quá trời mọi người. Em thấy mấy mặt hàng trong đây không có giảm giá nhiều mọi người, cũng giống giá như vậy à. Ừ, 6 giờ tối mới có mới mấy năm mấy 6 tối trời tối thui à. Lạnh quá trời luôn mọi người. Ơi xe lạnh. Đó, bên đó là cái chỗ nãy em quay bán rượu đó, bán rượu mạnh đó. Rồi, sau khi hôm nay đi Costco, ngày cuối tuần để đón lễ Noel ở trong Costco không có giảm giá gì nhiều mọi người. Giá cả vẫn vậy à, không có giảm mạnh. Bà con đi mua rượu bia đồ ăn để cho ngày lễ quá trời luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog Costco của vợ chồng Trúc Dương Forda. Hẹn mọi người những vlog sau. Bye bye mọi người.